Hello, xin chào mọi người yêu quý thân thương của mình. Hôm nay mình làm tiếp tục clip theo yêu cầu của một anh ở Mỹ với một chị ở Úc, là kêu mình làm lại những clip đi bắt tôm mọi người, đi đặt tôm á. Thì mấy anh chị kia cũng xa quê cũng nhiều năm lắm rồi, mình thấy mình làm những clip trong đồng ruộng á, rồi để bắt tôm bắt cá như vậy, mấy anh chị nhớ quê hương, rồi mấy anh chị yêu cầu mình sẽ làm lại. Hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của anh chị nha. Mình tiếp tục, hôm nay mình sẽ đi bắt tôm nha mọi người. Tôm thâm canh đó mọi người, có nghĩa là mình có miếng vuông lên bào bao sẵn cái gì thôi, mình cải tạo nước ok cho người đạt chuẩn thả, các mình mới thả con tôm bóp cho đây. Thả tôm bóp vô đây nè, đó, thả xuống đây mình nuôi nè. Đây là mấy cái mẫu này, mẫu của mình nha mọi người. Thả tôm xuống đây nuôi cái giai đoạn con tôm bóp nhỏ xíu siêu phong tới mà cái giai đoạn con tôm nó lớn lên bắt được khoảng 3 tháng 4 tháng. Đây cái bầy tôm này hiện giờ là 3 tháng rồi. Rồi mình thấy là trong cái lú đó, mọi người thấy không, có màu mờ đó phải không? Nó lúc dưới có hai con cua phải không? Hai con cua đó, lú nào à, bữa nào mà nó vô cua hơi nhiều quá mọi người, là cái lú đó học chỉ. Học chỉ là lý do là sao học chỉ là cua nó vô rồi là tôm nó không bao giờ nó dám vô, là phục chỉ tôm nha. Đó, thấy dạng dạng mọi người, thấy dạng dạng hai con cua đó, nó đưa cái ức lên đó. Bây giờ mình sẽ xuống mình đổ lúa mình quay cho mọi người xem. Đây mình xuống tiếp tục mình đổ lúa này. Lúa này nãy quay hai con cua nha mọi người. Rồi xong vô. Hai con cua nó vô nó quậy luôn nè. Quậy một tôm không dính vô. Mình tiếp tục đổ cái bên này luôn rồi. Đây hai con cua kẹp rụng càng luôn, cũng càng rụng ngoe, hai con này nó kẹp bên kia rụng rụng cái càng luôn nè. Đây cái cua này nhỏ không ăn cũng chưa được. Mọi người ơi, mình tới cái lú thứ hai rồi, mình tiếp tục mình đổ cho mọi người xem nha. Cái lú này thường thường nó chạy nhiều tôm lắm mọi người, bữa nay không biết tình hình sao đấy. Ủa, chạy nhiều lắm. Đây. Quá nhiều quá. Quá, hôm nay nó dữ luôn. Nhiều lắm nha mọi người. Cái này bữa nay có khoảng 2 ký xuống. Đây, nhặt luôn. Đây, bọc luôn nha mọi người. Đó, sáng mình ở trong vuông trong láng không, rồi mình đi đổ lú nhà sáng rồi gặp mà tôm như thế này mê lắm. Đổ một cái nè, nắp xuống luôn. Đây một cái lú rồi, nhiêu rồi này. Đó mình thấy trời khỏe cái lú rồi nhiêu đó, còn cái nữa, còn cái bên này, còn cái bên này để mình quay trực tiếp cho mọi người xem luôn. Rồi mình tiếp tục mình đổ cá bên đây luôn nha mọi người. Đây. Người sáng sớm mà trời mưa đang cạnh luôn mọi người. Ồ, cái này gọn dữ mọi người.
hơn 1 kg luôn ạ. Công việc này tới con nước là ngày nào mình cũng phải đi đổ, chứ không gà mình đổ qua. Mình đi đặt mình đổ bữa nay đó là ngày thứ tư đó mọi người. Hôm nay thứ tư là mình mới quay lại cho mọi người xem. Mấy bữa trước là mình đặt nó vô đặt nhiều xuống lắm nha. Mấy bữa trước vô nhiều lắm. Hôm nay rồi ngày thứ tư thì cũng bớt xuống rồi. Cái này chắc giá nằm trên 5 kg cho người ta. Hôm nay mình quay cái này là mình yêu cầu của mấy anh chị xa xứ thôi mà. Chị xa xứ rồi, lúc này về Covid nó hoành hành rất là anh chị về không được. Khi mình thôi quay những cái clip này đơn giản. Hồi xưa mấy chị giờ tuổi thơ dữ dội với chị, anh chị cũng là đi bắt cá, bắt xú, các thứ luôn. Giờ nhớ anh chị nhớ quê hương, anh chị kêu mình làm lại cho anh chị xem. Cái công việc này, cái công việc hàng ngày của mình thôi. Hàng ngày của mình bắt xú mình cái gì thôi, chút nữa mình vô nhà. Bắt xong rồi vô bán rồi sống nhờ có nhiêu đó. Mình quay clip, mình làm clip cũng năm trời rồi mà. Nhưng mà cái kênh của mình nó nhỏ lắm, chưa ai biết tới nhiều, cũng con số anh chị biết thôi chứ thôi chưa ai biết nhiều như mấy kênh lớn. Mình làm gì rồi mình thu âm thanh làm khi nó cũng hơi nhỏ. Tại vì sao mọi người biết không? Mình chưa có đủ tiền để mình mua cái micro để nói chuyện cho nó khúc lớn lên đó. Chưa có đủ tiền mình mua nữa. Số này mình đặt rồi cái mình bán cái gì nữa, ngày cũng kiếm vài trăm ngàn á. Nhưng có một cái là mình thôi vậy xong rồi lựa mới, con nào nhỏ quá lựa ra. Bây giờ mình ngồi mình lựa nhau nha, lại đổ thùng rồi tiếp tục mình đổ xú này vô sò vô cái thùng mọi người, mình đi đổ tiếp nữa mọi người. Mình mới đổ được 4 cái thôi, còn 5-6 cái nữa mọi người. Con tài mà mọi người, con tài mà khó làm lắm. Đang quay phim mà trời lại mưa đó mọi người. Trời đang đổ mưa rất nặng, rất hạt xuống láng này. Đó. Chuyển mưa mọi người. Trời chuyển mưa. Hồi hy vọng là mưa nhỏ nhỏ thôi, đừng mưa lớn quay ướt cái máy quay phim cho mọi người. Để mình lại đằng này chỗ này 3 cái nha mọi người. 3 cái lú, mình lại đổ 3 cái này có tôm nhiều. Ngày nào cũng vậy cho mọi người, sáng rác này đi đổ, sáng này đi đổ, rác này đi đổ, đổ. Nghĩa kỳ thành một cái công việc quen thuộc không? Này tới 3 cái nha mọi người. Rồi tiếp tục xuống đổ mọi người. Đây cái thứ nhất nha mọi người. Xém 1 kg rồi mà. Cái này gần 1 kg thôi chứ chưa được 2 kg. Coi cái này 1, 2, 3 khui coi có nhiều số không, 2, 3
khối. Là dính con cua đó rồi. Cua nó vô á, vô mình đặt lú mà cua mà nó vô kẹp tôm dữ lắm luôn á mọi người, kẹp đứt lùm hai trên mấy con đứt lùm hai là chỉ còn mình ăn thôi chứ mình không bán được thôi. Rồi xong mọi người, hai con cua nha. Đây, bắt hai con cua lên cho mọi người xem. Đây là con cua thứ nhất. Nhiều cua lắm mọi người. Trong này kìa, trong này con nè. Dân càng ra mọi người thấy không? Mình sẽ bắt nó mọi người. Chấu giò mọi người. Đó, mình đem lên bán luôn. Tạm thời mình chấu cua nha mọi người. Tạm thời mình chấu nha, bữa đây mình kiếm. Sao chó không nè, hai cái lúa này cho bán cho khoảng hơn ký chú rồi mẹ bắt hết luôn đậu vô luôn rồi. Đây tiếp tục hai cái lú nha mọi người. Cái lú này cũng chạy mạnh lắm mọi người. Mình là có mình vừa quay con trai rồi mọi người. Bây giờ mình để wheel mình dở lên để cho mọi người xem. Rồi. Nó bắt rồi. Có một trai rồi, không có chịu không. Chắc bị hung máy gì lắm
cùng. Không xong rồi. Xin bỏ máy tiếp tục mọi người. Đây mình đem lên cho mọi người xem. Dặn đổ hai cái được nhiêu mọi người, cỡ 2 kg. Mệt quá, giờ mình đem về thùng, đổ về thùng. Lại thùng thùng bỏ lúc một kia, ở thùng bây giờ mình vô thôi. Sáng mình đổ vậy là xong rồi đó mọi người, bữa nào mình cũng đổ vậy hết trơn, nhưng mà mình không dám quay lâu lâu, những anh chị ai yêu cầu mình mới quay. Ôi da, mệt quá, nổi nước chảy mệt quá, thở như chó. Cái thùng mình bỏ thằng này nhiều, mình lắc bò được trên 5 kg không, trên 5 kg. Ngày nào mình cũng kiếm vài trăm gì chứ, cuộc sống của mình thì cũng như đây, cái thùng nãy đang cuối xuống bỏ đây, giờ mình bỏ cái xuống mới đặt trong cái thùng còn vậy đó, như vậy là chịu. Tiếp tục mình đang trên đường đi vô mọi người, để mình kể cái này cho mọi người nghe. Có một anh biết ở đâu khu vực mà Trung không phải, anh nói nhà của ba gạo chắc mấy tấm. Trời ơi, thôi mình thú thật cho mọi người, cái nhà của mình thì cái nhà cấp 4 thôi mọi người, cấp 4 rồi. Tiền đó thì mình làm nhiêu mình đập xuống thì mình cho mình bán được nhiêu mình xài nhiêu, chứ không dám nói cái câu mà đủ xài. Xài nhiều là không bao giờ đủ xài mọi người, làm nhiêu xài nhiêu thôi chứ không dám nói câu đủ xài. Nói cho mọi người biết, mọi người thông cảm cho mình không nghèo lắm này. Bây giờ mình trên đồng đường đi vô rồi. Ba con vịt xin nhau rồi cả à. Để mình vô tới nhà luôn rồi, mình vô tới nhà mình mới đổ nước vô đây, được nhiều chú. Thì đây là cua, rất bán thử có 2 con này, chưa lại tới nhà, tới tới căn nhân rồi, đổ mới đổ vừa đổ nước vô, ở đây là cái tẹo cua chị. Chứ mình chờ lái tới mình cân luôn nè. Một con vịt trống, một con trần, 2 con vợ luôn. Cua đây dám bán được rồi, bán được không? Không. Đâu phải tôm nhà đâu, quay ông nội. Tôm này của ba mà. Thì tôi mai cũng quay hết để trực tiếp là cái bằng chứng cụ thể không cả. Rồi tóc ta mọc lại đó, mọc. Đừng gờ nó chọc nữa. Đây anh ơi. Gì? Đầu 2 sấy, ý cái cảnh này. Đầu 2 sấy không giữ như là cũng khá giữ như trâu vậy. Ủa mà tôi cho nó ăn chưa mà nó chạy vô rồi. Mèo chứ vậy. Đâu mạo này trên 2 kg ta. 25 làm gì được ạ. Đấy mèo lắm mày. Cái lô nhà còn mấy con rồi. 32, 64. Đổ nó vô giùm ơi. Để ăn chay đi. Hôm nay lấy tôm đi. Tại bữa nay có 2 con hả? Cua thì luộc. Bữa nay đầy gỗ rồi. Ít hơn qua nó đầy gỗ. Hôm nay có nhiều, có 5 kg rồi. Trên 5 kg rồi. Đi ra coi.
chưa chơi màu với tịch thu cá sợ cho mèo ăn người ta lấy mẹ ăn được cá. Vậy chứ không sợ. Trong này nó cũng chăm chế chút đỉnh để 100, căng thẳng 200, quá 104 này đâu vậy đi. 1, 2, 3 mèo lại mày ăn tôm nguyên đi. 7, 8 81 203 bình đêm á hả? 86 88 89 90 192 93 94 95 96 97 98 99 100 101 107 8 9 11 11 23 223 ăn qua 200 mấy em gửi rồi qua đâu biết nhiều rồi trời trời số dây chú cứ ngắt luôn rồi không có thở đâu thở thủy nó kẹp cái dây cỡ đó mà không thở đó không thở luôn nè chỉ cũng còn năm năm giống nhất rồi. Mày đâu có đi bán tôm ngoài chợ hả? Có mà tại em đi đường này thôi chứ. Có xin giấy chưa? Giấy bán công ty nào vậy? Cần gì giấy? Bán cho ông Thảo vậy? Không. Thảo ơi, rồi kìa, bỏ càng đi kìa. Rồi. Bỏ càng thì bỏ vô đó đó. Trời. Cũng cua. Cảnh vô miệng mấy tháng nói nghe bóp. Nói vậy? Đấy, chưa ai nói gì cho nghe. Đừng đổi thừa. Trời ơi, đó đường quay nè, mày quay lại cái khúc ơi. Mày mày chói khúc mày nó nói chói kiểu này hồi nhã càng hết trơn nè tao nhã càng nấu cho nó nhã qua núng nhúng gì không đi trời nó nghe vậy nó nghe rồi thả ra công quán nhã càng nữa nè chù quá ba ơi không chấm tươi bắt kìa trời ôi mèo như cái nhú vậy mềm trời con này chắc thì gãy hai ngoe hai ngoe cứ ngắt rồi mà làm mềm hai ngoe thì tính hai ngoe tôi chối hở mà chối hở hơn cái này chiết lắm mà ta kỳ ta nó tài được có hai cua nhã cạn có mất công về lụt mất công về luộc thì đưa ba kìa ba luộc luôn cho phải không ba sáng nó cầu hai con cua trước các bạn thôi con tôm ba cua gì không bính chết mèo còn ba cái này nhiêu ký 64 con trời ơi sao 4 con được 2 ký 7-50 sao được 2 ký mà nói 2 ký tôm qua 38-39 con kêu 2 ký 223 5,5 kg 5,7 kg đâu biết hết trơn 6,8 kg 5,9 kg 5,65 kg rồi đồ nó 2,7 kg là 2,65 kg người tại ghê ra ghê nó mua tôi một cái đống cua đống tôm á mà nó mua 1 triệu đếm lại còn cái lời được cái 6,000 bạn ghê rồi 5,5 kg cam yếu luôn nè 5,5 kg
thấy là ạch ạch trời, mua cua thấy là tạm thôi cũng càng nữa. Rồi ba cua này cua xô 1 ký nữa rồi đó, chuyện ta mua thấy là thấy kệ ta, đừng nói cũng càng càng cái đây nha. Ngộ quá. Hồi nãy là cua, hồi nãy là chương tăng là cua của mày. Ừ. Tăng rồi là muốn cua càng kia rồi đúng. Đó, tới ông đó nữa rồi đó. Quậy dữ thiệt. 6, 14, 1 ký 75, 37 con. Ký 75, 158, 176, 158 với 2 cua bả 1 ký nữa. Chưa, 276, rồi cua 120, 124 ngàn luôn đó. Dạ. Tính đẻ nữa rồi đó chứ. Mà nuôi hết nổi rồi, nghỉ đẻ rồi. 223, 5 ký 65, nhiều. 39 con tư luôn mới chịu. Trời, sao dữ vậy? Càng ngày càng nhỏ mà. Như vậy là xong buổi sáng. Mọi người thấy thích cho mình xin một đăng ký và một like.